Sau đây là một hát nổi danh nhất thế giới, được nhạc sĩ nổi tiếng là Mai Quốc Đạt cùng với anh ca sĩ đang lên Trương Đình Nhu trình bày. Vỗ tay nào. Cảm ơn các bạn đã nghe bài hát này. Em ơi, tình yêu chúng mình đã yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi? Anh vì em vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau. Ta mày chừa xuống mày đưa này ngay mày thằng Đạt. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình ta chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Ta sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Em ơi, hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi? Anh vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Trái tim và cùng.